Dạ chào các bác. Hiện tại thì đồ nhật Thanh Huyền đang cho em cái máy hút ẩm Sharp này chạy được gần 1 tiếng đồng hồ các bác nhá. Chạy có ion này, ra là tắt ion đi này. Chế độ gió này. Có thể chỉnh luôn và tắt ở đây. Rồi ok, sau khi tắt thì cái cánh quạt này sẽ tự nó quay về cái vị trí ban đầu của nó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay ra kiểm tra cái hộc nước này chứa nước được tưng nào được bác nhá. Ok. Ta sẽ đẩy sang chéo nó ở bên trái máy. Rồi, ta sẽ đẩy ra. Ôi. Hôm nay thời tiết Hà Nội cũng không phải là nhiều độ ẩm cao các bạn. Vì hiện tại là đồ nhật Thanh Huyền đang bán là bán ngược, bán thời gian, đây là bán, chính ra là bán trái mùa đấy các bạn. Đấy, từ đây nước các bác nhé. Máy ở bên trong này có giọt nước chảy từ trên xuống vào cái lỗ ô vuông mà chúng ta đang thấy, và đổ nước sẽ đổ ra từ cái lỗ tròn các bác nhé. Thời tiết hiện tại là một thời tiết mùa thu nên khá là hanh khô, và bác nào mà muốn mua chất lượng tốt giá bình dân thì các bác cứ mua vào cái mùa trái mùa như thế này thì sản phẩm luôn luôn là được giá tốt nhất, mà chất lượng thì vẫn đảm bảo bảo hành 6 tháng và hỗ trợ trọn đời sau bảo hành các bác nhé. Và mọi chi tiết thì xin mời các bác liên hệ với đồ nhật Thanh Huyền qua số điện thoại hotline 0936 811 346 hoặc 0901 218 555. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của đồ nhật Thanh Huyền.